tổng công trình sư của nhà Hồ. Là con trưởng của Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng được cha giao đốc thúc xây dựng thành Tây Đô ở quê nhà. Đất xây thành đã tìm được ở động Yên Tôn, tục gọi là Tây Giai, nay thuộc huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Giờ đến việc làm cho xong một tòa thành bằng đá kiên cố trong thời gian ngắn nhất. Nguyên Trừng hiểu thâm ý của cha, cần có chỗ cho sự chuyển giao vương triều từ nhà Trần sang dòng họ mình. Sau nhiều nghiền ngẫm, Hồ Nguyên Trừng đã nghĩ ra cách để thực hiện nhiệm vụ cha giao. Một mặt sẽ huy động tối đa dân sở tại, mặt khác điều thợ các phường nghề từ Thăng Long về. Ông cho chia đôi họ ra, một nửa để lại ở Kinh Thành tiếp tục phục vụ triều đình, một nửa đưa về Thanh Hóa. Đầu tiên lấy các phường chuyên nghề nghề, mộc, đá, rèn, đúc để dùng vào việc xây dựng. Sau lấy đến các phường sơn, dệt, nhuộm, kể cả chạm khắc, kim hoàn, in đóng sách, tất cả những gì liên quan đến việc dân sinh. Với cách làm ấy, chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm Đinh Sửu 1397, thành Tây Đô đã xây xong. Ngày cuối năm ấy, Tể tướng Hồ Quý Ly ép vua Trần và triều đình rời về tòa thành mới. Cuộc rời đô đã diễn ra êm thấm. Mọi hoạt động của triều đình, sinh hoạt của hoàng gia cho trí dân đen nói chung đều sớm được ổn định. Các công trình khác như đàn Nam Sao, đền miếu sẽ tiếp tục xây dựng dần. Sau hơn 2 năm rời về Tây Đô, đến tháng 2 năm Canh Thìn 1400 thì Hồ Quý Ly hoàn tất kịch bản của mình. Ông để vua Trần Thiếu Đế nhường ngôi cho, cũng tức là cháu nhường ngôi cho ông ngoại. Lên ngôi vua, Hồ Quý Ly đặt quốc hiệu là Đại Ngu, lập ra nhà Hồ. 10 tháng sau, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương lên làm Thái Thượng Hoàng. Hán Thương phong cho anh là Hồ Nguyên Trừng làm Tả Tướng Quốc. Mấy cha con tiến hành nhiều cải cách và rất chú trọng việc phòng thủ đất nước. Để đối phó với nhà Minh đang lăm le xâm lược nước ta, nhà Hồ tập trung xây dựng thành Đa Bang, nay thuộc Ba Vì, làm tuyến phòng thủ chủ yếu. Việc xây thành dựng lũy, tổ chức bố phòng lại một lần nữa nhờ đến Hồ Nguyên Trừng, tổng công trình sư của nhà Hồ. Nhưng là người sáng suốt, Nguyên Trừng hiểu ngay từ đầu rằng vương triều mình không được lòng dân, tất sẽ thất bại. Sử sách còn ghi lại, trước âm mưu xâm lược của nhà Minh, triều đình Đại Ngu nghị bàn nên đánh hai hòa. Tả Tướng Quốc Nguyên Trừng đã phát biểu: thần không sợ đánh, chỉ sợ lòng dân không theo. Lấy cớ Hồ Quý Ly cướp ngôi của nhà Trần, tháng 4 năm 1406, vua Minh sai Trương Phụ, Mộc Thạnh mang hàng chục vạn quân sang hỏi tội nhà Hồ. Các tuyến phòng thủ của quân triều đình lần lượt bị phá vỡ, tiếp đến thành Đa Bang cũng thất thủ. Đúng như Hồ Nguyên Trừng đã tiên liệu, do không được nhân dân ủng hộ nên cuộc kháng cự nhanh chóng bị dập tắt. Đến tháng 6 năm 1407 thì nhà Minh chiếm được nước ta, bắt cả 3 cha con họ Hồ về Trung Quốc. Khác với cha và em phải bị lưu đày, Hồ Nguyên Trừng được triều đình nhà Minh trọng dụng. Biết ông giỏi chế tạo hỏa khí, họ giữ ông làm quan ở bộ công, thăng đến chức tả thị lang, rồi công bộ thượng thư. Nhưng ông vẫn đau đáu nhớ về tổ quốc. Hồ Nguyên Trừng đã trút nỗi niềm cố quốc tha hương trong một tác phẩm gọi là Nam Ông Mộng Lục. Tập sách gồm các mẩu chuyện về người thiện, người tài của Đại Việt, như một giấc mơ về dĩ vãng của ông.